Wendy tiết lộ sốc, mẹ Phi Nhung vẫn còn sống, đang được hồi sinh tại Mỹ. Phi Nhung được cho là vẫn còn sống, tất cả chỉ là màn kịch dư luận. Điều này đang khiến nhiều người vô cùng hoang mang tột độ. Cụ thể vào sáng nay trên mạng liên tục đồn đoán thông tin chưa được kiểm chứng, cho rằng ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống tại Mỹ, nhưng cô tạm thời ở ẩn và tất cả xảy ra chỉ là đánh lừa dư luận. Rất có thể Phi Nhung sẽ sống một cuộc sống không còn là một cô ca sĩ nữa, mà chỉ là một người bình thường. Người chết sẽ được hồi sinh trong tương lai nhờ sự tiên tiến của khoa học công nghệ, đó là niềm tin về thế giới bí ẩn của một số người. Một phần trong chúng ta tin rằng chết là dấu chấm hết cuộc đời của một con người, còn một số người cho rằng cuộc sống sau khi chết là sự tồn tại của linh hồn. Khi thân xác tiêu biến sẽ còn lại một cái gì đó huyền bí, vẫn chưa được chứng minh bằng khoa học. Tuy nhiên đối với những người bị ám ảnh bởi kỹ thuật đồng lạnh, một cuộc sống thứ hai hay chính xác hơn là một cuộc sống được hồi sinh sau khi chết sẽ thành công trong tương lai. Họ coi đây là một công nghệ kỳ diệu sau khi chết, thậm chí tiến đến sự bất tử. Để đăng ký tham gia sử dụng phương pháp sống lại, một khách hàng phải trải qua những thủ tục phức tạp tại Mỹ. Trước tiên bạn phải có giấy chết hợp pháp, nếu không những người bảo quản xác sẽ bị mang tội giết người hoặc trợ tử. Tiếp theo, các kỹ thuật viên tiêm một liều thuốc làm tim ngừng đập và khách hàng sẽ chết làm sàng toàn thân xác được bảo quản một lớp lạm lạnh, làm khí quản hay thực quản cùng các nội quan không bị đóng băng khi nhiệt độ xuống thấp. Cuối cùng cơ thể sẽ được bảo quản trong nịt tờ lỏng ở nhiệt độ khoảng âm 200 độ C. Và sau đó từng ngày chờ đợi sự phát triển của y học thế giới. Đa số các công ty thực hiện việc này để yêu cầu mức giá khoảng 2 tỷ trở lên. Ngoài ra khách hàng phải cam kết nộp vào khoảng 6,2 triệu đồng mỗi năm. Lạc ảnh mới nhất của Phi Nhung tại bệnh viện được con gái tiết lộ, bác sĩ thông báo tin mừng. Được biết vào sáng nay, các bác sĩ tại Mỹ vừa có thông báo đến người hâm mộ Phi Nhung rằng hiện tại sức khỏe của cô đang có những chuyển biến rất tích cực và cho thấy nhiều dấu hiệu hồi phục nhanh chóng về thể lực. Cũng theo lời bác sĩ cho biết, nếu Phi Nhung cứ tiếp tục hồi phục tốt như thế này thì có khả năng cô sẽ được xuất viện sớm. Và những ai yêu mến cô sẽ được nhìn thấy một phi nhung trên sân khấu bằng da bằng thịt 100%. Nhưng có một vài điều vẫn khiến các bác sĩ chữa trị cho phi nhung vô cùng lo lắng và đã thông báo trước với Wendy rằng hãy chuẩn bị tâm lý bởi dù có tiến triển tốt nhưng phi nhung vẫn đang hồi phục rất chậm và vẫn đang tiếp tục lọc máu. Lúc thì lên 100% hồi phục, lúc thì còn 10% sự sống. Đây cũng là điều khiến các bác sĩ tại Mỹ vô cùng đau đầu. Nhiều người cho biết dù sức khỏe của Phi Nhung có ra sao thì họ cũng rất vui mừng vì nó chứng tỏ Phi Nhung vẫn còn sống. Theo đó, phổi của ca sĩ Phi Nhung đã có những hồi phục đáng kể từ khi nhập viện đến nay. Wendy, con gái của Phi Nhung, chia sẻ với phóng viên rằng cô rất vui vì sức khỏe của mẹ đang có những tiến triển tốt, không cần can thiệp thở máy. Đây là một điều vô cùng kỳ diệu. Cũng theo nguồn tin khác cho rằng, cái chết của Phi Nhung chỉ là một vở kịch được lập ra sẵn. Một khán giả giấu mặt cho biết, trước đó ca sĩ Phi Nhung đã được chuyển đến bệnh viện chợ rẫy trong tình trạng vô cùng nặng. Ngay khi biết được thông tin này, Wendy lập tức nhờ nghệ sĩ Việt Hương làm thủ tục đưa mẹ sang Mỹ để điều trị. Ngay trong đêm đó cô đã về đến Mỹ và mọi thông tin đều không được tiết lộ với người hâm mộ. Đến hiện tại, việc ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống khiến nhiều người rất vui mừng và đồng loạt để lại lời chúc mong cô sớm khỏi bệnh và quay lại sân khấu. Một người hâm mộ cho biết, Tôi là fan của Phi Nhung từ rất lâu rồi, nghe tin Phi Nhung qua đời tôi thật sự không tin vào điều đó. Tôi vẫn mong rằng cô vẫn còn sống, mặc dù đó là điều rất mong manh, nhưng dựa theo những tin đồn gần đây thì tôi nghĩ đây là một màn kịch, bởi trong việc này vẫn còn rất nhiều điều khó giải thích. Một số lũ ý kiến khác cho rằng ca sĩ Phi Nhung thật sự đã mất rồi, làm gì có chuyện sống lại, mà nếu có sống lại thì chỉ là trong giấc mơ mà thôi nhưng một số người tin vào những điều bí ẩn kỳ diệu thì vẫn cho rằng phi nhung vẫn đang ở một phương trời xa nào đó sẽ mãi mãi có một cuộc sống thật bình yên tránh xa các thị phi của cuộc đời này qua đó wendy cũng cho biết thông tin mẹ phi nhung còn sống hiện tại vẫn chưa được công bố và một số nguồn tin cho biết mẹ tôi đã phục hồi sức khỏe thực sự đây là những điều không đúng sự thật hiện tại mẹ tôi đang được điều trị tại một bệnh viện vô cùng nổi tiếng tại mỹ qua những lời chia sẻ của Wendy cũng cho chúng ta một chút hy vọng về sự sống của Phi Nhung. Nhưng đây cũng sẽ là một cú lừa thế kỷ cho những ai hâm mộ hay không hâm mộ Phi Nhung. Cuối cùng Wendy gửi lời nhắn nhủ đến khán giả rằng mọi người nên bình tĩnh trước thông tin này. Cô sẽ sớm có thông báo chính thức đến toàn thể bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Cũng theo bác sĩ đang điều trị cho Phi Nhung cho biết, các bác sĩ vẫn đang tích cực chăm sóc cho Phi Nhung để giúp cô trở lại với cuộc sống bình thường mong rằng những nguồn thông tin trên có thể đem lại thêm hy vọng cho người hâm mộ một mai này cô sẽ quay lại sân khấu và cất tiếng hát những bài tình ca lãng mạn gửi đến quý vị và các bạn vào một ngày không xa và rất mong thông tin này sẽ là sự thật và những ai yêu mến phi nhung có thể tiếp tục được nhìn thấy một phi nhung rạng rỡ và đầy sức sống trên sân khấu Mạnh Quỳnh lạnh người khi Phi Nhung hiện về kêu oan, giúp em với. Mặc dù Phi Nhung qua đời đã gần 2 tháng, nhưng những người hâm mộ vẫn chưa vượt qua được cú sốc quá lớn này. Đặc biệt, gần đây hàng loạt bạn bè đồng nghiệp của cố ca sĩ liên tục kể lại những chuyện tâm linh liên quan đến Phi Nhung, như cô luôn hiện về lúc nửa đêm kêu oan hay bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ của ai đó, với gương mặt buồn bã khóc lóc vì không thể thành thản ra đi. Ngay lập tức hàng loạt cộng đồng mạng cho rằng có thể Phi Nhung ra đi khi vẫn còn quá trẻ, mang theo nhiều nỗi buồn phiền lo lắng và oan ngất nên mới không thể siêu thoát và liên tục về báo mộng như đang muốn tìm sự giúp đỡ. Mạnh Quỳnh gần đây cũng vừa có một buổi phỏng vấn với giới truyền thông báo chí để chia sẻ lại cuộc sống và những suy nghĩ của anh trong suốt thời gian gần 2 tháng Phi Nhung qua đời. Đặc biệt hơn giữa buổi phỏng vấn, Mạnh Quỳnh bất ngờ kể lại một câu chuyện không thể nào sốc hơn mà anh đã giấu kín kể từ ngày Phi Nhung qua đời. Theo đó anh cho biết, Quỳnh có một điều muốn kể lại cho quý khán giả biết. Cách đây khoảng vài ngày, lúc đó khoảng 12 giờ đêm, Quỳnh đã đi ngủ. Trong mơ xuất hiện một làn khói trắng, và từ trong làn khói Phi Nhung bất ngờ xuất hiện, lúc ẩn lúc hiện. Quỳnh liền đi đến bên Nhung và hỏi, sao bà vẫn còn ở đây chưa siêu thoát, liệu có điều gì trăn trối hay không? Trong phút gióc Phi Nhung bất ngờ bật khóc và nói cô ấy ra đi quá oan ức, vừa bị khán giả chỉ trích, vừa bị gieo tiếng xấu ăn chặn tiền cách xe của Hồ Văn Cường qua lời bị đặt của bà Nguyễn Phương Hằng. Khi chưa thể giải oan được thì cô ấy mãi mãi không thể siêu thoát và nhờ tôi có thể lên tiếng giải oan giúp cô ấy. Nói xong thì Phi Nhung cũng tan biến và tôi bật dậy với gương mặt thấm đẫm mồ hôi. Mạnh Quỳnh cho biết anh sẽ sớm làm rõ mọi chuyện và lấy lại công bằng cho Phi Nhung. Hơn 20 năm quen biết và đứng chung trên các sân khấu lớn nhỏ, cặp đôi Mạnh Quỳnh Phi Nhung đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Dù cố ca sĩ Phi Nhung đã ra đi gần một tháng, nhưng Mạnh Quỳnh vẫn thường tiếc không nguôi. Mạnh Quỳnh cũng tiết lộ lời hứa với giọng ca bông điên điển, cố gắng phục vụ khán giả đến lúc về già. Đồng thời, nam ca sĩ cho biết, thời gian tới anh sẽ sáng tác thêm các ca khúc về Phi Nhung, nhưng với màu sắc tích cực và yêu đời hơn dù đây là một câu chuyện tâm linh không ai có thể lý giải được nhưng với những ai yêu mến phi nhung đều còn mong nữ ca sĩ sẽ sớm từ bỏ những ngoan ức chốn trần gian và ra đi thật thanh thản nhẹ lòng